Chào mừng các bạn đến với ngày thứ hai nha, trong chương trình học tiếng Anh 10 phút mỗi ngày với thầy Adam Nguyễn. Và nếu mà chúng ta vẫn chưa học được ngày đầu tiên thì hãy click vào cái link ở phía bên dưới nha. Thầy sẽ post cái bài giảng đầu tiên rồi chúng ta học. Và nhớ lưu ý là sau mỗi bài học thì chúng ta quay lại video cái bài tập ghi âm của mình để post lên nha, để thầy và các bạn trợ lý sẽ sửa lỗi chúng ta. Nếu mà chất giọng của mình nó chưa tốt chỗ nào thì thầy sẽ gửi bài giảng riêng cho chúng ta để sửa lại ngay lập tức cái lỗi đó luôn. Do đó là cái việc học và đăng bài lên là rất là quan trọng nha. Rồi, ngày hôm nay cái câu dân ngôn ngày hôm nay chúng ta sẽ được học. Trước tiên là chúng ta sẽ xem cái phần đầu tiên, đó là phần phân tích âm nha. Phân tích âm thì cái này chúng ta, các bạn thường không biết cách đọc ngay chỗ này. Viết tắt thì chúng ta sẽ đọc tắt nha. I've đây là âm AI ha, AI. Thì ở đây chúng ta sẽ ghép vào I've never. Từ này được cấu tạo từ âm E với lại âm Ơ. E. Phụ âm thì chúng ta chỉ đấy thôi, né. Never. I've never. Tên này là y dài. Dấu hiệu nhận biết đó là hai cái chữ mà hai chữ e đi chung á, hai chữ y à, y với y là double y, là kéo dài đó. Y ha. Seen, âm y là phải cười ha. I never seen. Là smiling, âm I với âm Y. Các bạn nhớ lấy vở đó nha, viết theo thầy để chúng ta làm quen với lại cái phiên âm luôn. Âm I với âm Y nè. Smiling, âm I, smiling, phụ âm L thì chúng ta chỉ mang xuống thôi. Cái này âm Y ngắn nè. Cái đuôi ng sẽ viết như thế này. Lưu ý là đuôi ng là ngân lên nè, đó, ngân lên nè. Smiling, ling, ngân ở đây ha. A smiling face. Âm này là âm A. Âm CE thì luôn luôn chuyển thành S. Face, như âm S. Nó xì nhẹ ra nha. Face. Tên này. That. Âm TH loại 1 nè. The. Roman. The. Rồi. A bằng mẹ gắn vào đây. That. That. Làm Nhưng mà các bạn hay đọc hay quơ, không phải nè. Là như thế này. Âm Z nhé. Nhớ lưu ý là âm Z. Was. Was. Rồi. Tại đây là not. Khi mà chúng ta quay bài và mình đăng lên á thì các bạn sẽ nghe lại và sẽ biết được nó có tạp âm hay không. Nhiều bạn đọc rất là nhanh và cái âm gió nó cứ xì ra, tạp âm nó ra. Đó là lý do các bạn chỉ khi mà chúng ta post video lên thì mới biết, chúng ta nghe lại là mới biết nha. Âm A hai chấm nha. Not. Not. Beautiful. Này âm you nè. Nhấn âm đầu tiên. Beautiful. You e nè. Beautiful. Cái đuôi for là như thế này, for nè. L nè, L là nè. Beautiful. For o, L là o nhẹ trong cổ họng nha. For. Beautiful. Beautiful. Rồi bây giờ chúng ta đọc lại một lần nữa thật là chậm và thật là chắc. I've never seen a smiling face. That was not beautiful. Thì chúng ta hãy nhớ để ý những cái âm kéo dài nhé. Trong tiếng Anh có rất là nhiều âm kéo dài mình phải lưu ý. Okay, one more time.
I've never seen a smiling face that was not beautiful. Right. Bây giờ chúng ta sẽ tôi chưa từng nhìn thấy một cái khuôn mặt xinh đẹp. Một cái khuôn thầy nhầm một cái khuôn mặt tươi cười mà không xinh đẹp. Tôi chưa nhìn thấy một cái câu rất là nổi tiếng trong tiếng Anh ha. Bây giờ chúng ta sẽ có cái phần tiếng Việt ở dưới đây nè. Đây. Tôi chưa từng thấy một khuôn mặt tươi cười. Một khuôn mặt tươi cười nào mà không xinh đẹp. Các bạn biết cái tấm hình này đúng không? Tấm hình này rất là nổi tiếng của một nhiếp ảnh gia, và sau khi mà ông ta chụp cái tấm hình này thì được hàng trăm cái tờ tạp chí quốc tế thay nhau đăng cái tấm hình này của người phụ nữ Việt Nam. Do đó xuất hiện cái câu rất là hay, thầy thấy câu này rất là hay. Tôi chưa từng thấy một khuôn mặt tươi cười nào mà không xinh đẹp. Rồi bây giờ chúng ta hãy bước vào phần luyện phản xạ để đảm bảo là các bạn đã thuộc bài nha. Luyện phản xạ thì chúng ta phải viết theo tiếng Anh sau khi đọc chuẩn rồi. Tôi chưa từng thấy là I've. Chúng ta viết ra nha. I've chưa từng thấy là never. Never chưa từng thấy. I never seen. Một khuôn mặt xinh đẹp là cái cụm là gì? Một khuôn mặt tươi cười. Cứ nhớ nhầm với một khuôn mặt xinh đẹp. Một khuôn mặt tươi cười nha. Một khuôn mặt tươi cười là cái cụm này phải nhớ nha. A smiling face. A smiling face. Phải viết cho nó nhanh một tí. Nếu thiếu chữ nó viết là thiếu chữ một nè. Cái cụm này là đi chung nè. Nhớ là cái cụm này nó đi chung. Cho đó các bạn khi mà luyện phải xảo ra cái cụm này phải nhanh nha. Nhầm, sorry. Cái chữ đây có rồi nè, nhầm ở đây. Nhìn nè, đây cái cụm là nằm ở đây nè. Đó, cụm đó. Nè, smiling face. Nhớ là nguyên tắc khi chúng ta học tiếng Anh là đi theo cụm nha. Tiếng Anh đi theo cụm, do đó những cái cụm là mình phải thành thạo. Cứ I've never seen a smiling face, a smiling face. Các mình ghép vào, I've never seen a smiling face. Gắn cái cụm hồi nãy vào. That was not... that was not beautiful. Beautiful. I've never seen a smiling face. That was not beautiful. Nè các bạn thấy không? Luyện một câu rất là vất vả đúng không? Nó đọc tới hàng chục lần, hàng mấy chục lần. Mà khi thầy tin chắc rằng các bạn luyện đọc chuẩn một câu thật là chuẩn, thì sau này chúng ta học những cái bài dài hơn, nó là một đoạn văn. Những cái bài dài hơn thì nó hoàn toàn không có gì khó hết. Cái quan trọng nhất là chuẩn từng chữ, sau đó là chuẩn từng câu và chuẩn từng đoạn, nó rất là dễ. Đoạn là chỉ là bao gồm nhiều câu ghép lại thôi. Bây giờ chúng ta đang ở trong giai đoạn khó khăn, do đó chúng ta nhớ phải học post video lại và đăng lên để thầy xem nha. Mà nhớ nếu thấy bài giảng hữu ích, các bạn nhớ comment cho thầy biết nha. Video thầy hữu ích để thầy sẽ tiếp tục, thầy dành thời gian để sản xuất những cái video này. Còn nếu mà các bạn xem mà thấy hữu ích mà không có comment cho thầy hay, thì có thể là đâu đó khoảng vài hôm nữa là thầy có thể là thầy sẽ không quay những cái bài giảng như thế này nữa nha. Nên nhớ là thấy hữu ích phải comment cho thầy hay nha, để thầy sẽ tiếp tục xây dựng những cái nội dung như thế này, những cái bài học như thế này. Rồi ok, hẹn các bạn trong bài thứ 3.